Ghi nhận ở các hãng hàng không, giá vé dịp mùng 2 tháng 9 đang tăng hơn 20% so với ngày thường. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, từ ngày 30 tháng 8 đến ngày mùng 3 tháng 9, về tổng thể, các hãng sẽ khai thác tổng số hơn 4.200 chuyến bay, bình quân 840 chuyến một ngày, tăng 3% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Các đường bay kết nối Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là những tuyến sôi động nhất trong nước với bình quân 241 chuyến một ngày, tăng 8% so với tuần trước lễ và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Khảo sát dữ liệu giá vé các hãng của Cục Hàng không Việt Nam, giá vé trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tăng hơn so với ngày thường khoảng 20%. Chặng bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, giá vé cao nhất ghi nhận khoảng 2,6 triệu đồng một chiều, tăng 8% so với một tuần trước đó. Trên đường bay Hà Nội Nha Trang, giá vé được các hãng công bố từ 2,4 đến 3 triệu đồng một chiều, tăng khoảng 24% so với tuần trước nghỉ lễ.